chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Arkman 9.1 AC Invoice theo thông tư 78. Bước đầu tiên, các bạn đăng nhập vào phần mềm. Thông tin đăng nhập vào phần mềm là được Arkman cung cấp. Bước đầu tiên, các bạn nhập thông tin đơn vị sử dụng. Thông tin các bạn nhập theo thông tin giấy phép kinh doanh gồm mã số thuế, tên đơn vị sử dụng, địa chỉ, điện thoại, email. Email là email của các bạn đăng ký thông tin với cơ quan thuế để nhận các thông tin chính xác từ cơ quan thuế. Mã cơ quan thuế quản lý và tên cơ quan thuế các bạn lấy từ HTKK nhập vào chính xác để cơ quan thuế quản lý duyệt tờ khai hóa đơn trả về cho các bạn. Đó, các bạn ghi lại thông tin. Bước tiếp theo, các bạn bấm vào chức năng đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký thì các bạn bấm vào đăng ký mới theo thông tư 78. Hình thức áp dụng hóa đơn có hai loại, hóa đơn không mã và hóa đơn có mã. Phương thức vận chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế gồm có chuyển đầy đủ theo hóa đơn từng lần, chuyển bằng tổng hợp đối với doanh nghiệp điện, nước, hàng không, chuyển cả đầy đủ bằng tổng hợp đối với doanh nghiệp xăng dầu. Loại hóa đơn sử dụng bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán tài sản công, chứng từ điện tử, hóa đơn khác và hóa đơn dự trữ quốc gia. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều loại hóa đơn, các bạn chọn và đăng ký. Danh sách chữ ký số được đăng ký phát hành hóa đơn thì các bạn phải đăng ký. Doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều chữ ký số bằng cách các bạn bấm vào thêm mới, các bạn chọn chữ ký số. Nếu các bạn chọn chữ ký số không đúng, nó sẽ báo. Hình thức đăng ký chữ ký số thì bao gồm thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng. Tất cả các thông tin thay đổi trên chữ ký số về gia hạn hoặc ngừng sử dụng các bạn cũng vẫn phải đăng ký thay đổi thông tin. Nếu là lần đầu đăng ký mới thì các bạn chỉ cần add các danh sách chữ ký số vào trong danh mục chữ ký số thôi. Còn lần tiếp theo các bạn gia hạn hoặc ngừng sử dụng chữ ký số nào đó thì các bạn phải bấm vào chức năng thay đổi thông tin. Và tất cả các thông tin này giữ nguyên, chỉ có thay đổi chữ ký số bằng cách ngừng gia hạn, ngừng hoặc gia hạn. Lần đầu tiên các bạn bấm đăng ký mới. Sau khi tất cả các thông tin bạn đã chọn xong thì các bạn bấm vào đăng ký tờ khai nộp cho cơ quan thuế. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ có hiện trạng thái tờ khai và cơ quan thuế đã tiếp nhận hay không tiếp nhận thì nó sẽ báo về trạng thái tờ khai. Trong trường hợp này là đã tiếp nhận. Sau một ngày, cơ quan thuế duyệt và trả về thông tin trên email các bạn đăng ký. Nếu cơ quan thuế không chấp nhận thì các bạn thay đổi thông tin cho đúng và bấm lại đăng ký như quy trình ban đầu. Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận thì các bạn bấm vào nhận tờ khai. Sau khi cơ
Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai thì bạn được phép sử dụng hóa đơn theo thông tư 78. Bước tiếp theo là các bạn tạo mẫu theo thông tư 78 sử dụng trên phần mềm. Theo thông tư 78 thì cơ quan thuế không quản lý mẫu, doanh nghiệp được phép sử dụng nhiều mẫu hóa đơn. Và mẫu hóa đơn chỉ được sử dụng trong một năm, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12. Và các bạn phải tạo lại mẫu ký hiệu theo năm mới. Các bạn bấm vào thêm mới. Các bạn chọn loại hóa đơn. Tên hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng. Loại hóa đơn có mã hay không mã. Các bạn chọn có mã. Năm sử dụng hóa đơn được lấy mặc định theo năm tài chính dữ liệu. Loại áp dụng có hai loại. T là đăng ký theo với cơ quan thuế. Loại D là hóa đơn đặc thù. Các bạn cũng đăng ký sử dụng. Cho nên phần mềm sử dụng mặc định là hóa đơn loại T. Ký hiệu là ký hiệu các bạn doanh nghiệp tự sử dụng. Các bạn có thể chọn logo, chọn hóa văn nền, chọn mẫu hóa đơn. Các bạn bấm xem. Hóa đơn có mã thì sẽ có thông tin về mã hóa đơn. Khi phát hành, cơ quan thuế sẽ trả về cái mã hóa đơn. Và mã được gắn với hóa đơn. Sau khi các bạn xem đầy đủ thông tin, các bạn tắt. Tiếp theo các bạn thông báo phát hành sử dụng hóa đơn. Chấp nhận. Các bạn nhập số từ số đến số được đăng ký với nhà cung cấp giải pháp theo hợp đồng. Các bạn nhập đầy đủ thông tin, các bạn đăng ký bản quyền. Bấm vào nhận bản quyền. Sau khi các bạn nhận bản quyền rồi, thì bạn bấm vào sử dụng để gắn tất cả các tài khoản cho cái ký hiệu hóa đơn được sử dụng. Lúc này, thông tin về mẫu ký hiệu tài khoản được phép sử dụng được định nghĩa trên tài khoản doanh thu và mẫu ký hiệu. Bước tiếp theo là các bạn phát hành hóa đơn.
Bạn bấm vào thêm mới, nhập ngày phát hành. Các bạn bấm vào thêm mới, nhập ngày phát hành. Các bạn chọn tài khoản 1311. Khi chưa có danh sách thì các bạn bấm vào 3 chấm, các bạn thêm một nhóm khách hàng. Các bạn chấp nhận. Đó, bạn thêm khách hàng mới. Các bạn nhập thông tin khách hàng, mã số thuế, địa chỉ. Sau đó các bạn ấn chấp nhận. Các bạn định khoản 511 doanh thu. Sau đó các bạn bấm vào thêm mới. Các bạn nhập số lượng. Các bạn có thể thêm nhiều dòng. Thông tư 78 nó có một cái mục tính chất của hàng hóa. Mỗi một mã hàng hóa thì các bạn sẽ chọn một loại tính chất, ví dụ nó là thuộc hàng hóa hay là hàng khuyến mại hay chiết khấu giảm giá hay là mục giấy ghi chú. Mục diện giấy ghi chú thì các bạn không chỉ nhập được thông tin tên, nội dung diện giấy. Các bạn chọn loại thuế. Sau khi thông tin của các bạn đầy đủ thì các bạn có thể bấm vào xem. Sau đó các bạn bấm vào phát hành hóa đơn. Trường hợp tính chất hàng hóa vòng 1 thì các bạn bắt buộc phải nhập đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Nếu là mục điện giải thì các bạn bấm vào mục 4. Sau đó các bạn bấm vào phát hành hóa đơn. Thông tư 78 sẽ cho phép các bạn được phép sử dụng ngày hóa đơn và ngày ký có thể khác nhau. Các bạn cắm chữ ký số và bấm vào chấp nhận, nhập mã PIN.
các bạn có thể xem lại hóa đơn. Thì hóa đơn có mã, khi phát hành gửi lên cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ trả về cái mã của hóa đơn, và trên hóa đơn đã được gắn với cái mã của cơ quan thuế. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng hủy hóa đơn trong trường hợp hóa đơn bị sai. Các bạn bấm vào view hóa đơn mà các bạn cần hủy. Các bạn bấm vào chức năng hủy hóa đơn. Phần mềm sẽ hỏi các bạn có chắc chắn hủy không? Các bạn bấm hủy. Nếu các bạn nhập lý do hủy sai thông tin hàng hóa. Thông tư 78 thì có cho phép các bạn mã số thuế, tên công ty phải đúng, còn có thể địa chỉ có thể sai hoặc là số điện thoại, thông tin khác ngoài trên thông tin của người mua thì các bạn có thể thông báo với khách hàng. Còn mã số thuế và tên đơn vị sai, thông tin hàng hóa, thuế suất bị sai thì các bạn bắt buộc phải hủy. Lý do hủy thì các bạn nhập vào đây. Loại thông báo thì đây là thông báo của giải trình của người nộp thuế. Còn nếu như cơ quan thuế gửi về hóa đơn giả soát thông báo hủy thì các bạn phải nhập vào chọn mục hủy theo thông báo của cơ quan thuế và số thông báo, ngày thông báo các bạn nhập vào đây. Các bạn có thể xem biên bản trước. Sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin lý do và loại thông báo hủy thì các bạn bấm vào chấp nhận. Phần mềm sẽ ký và hủy thông tin hóa đơn. Và gửi cho khách hàng. Sau khi hủy hóa đơn thì tất cả số lượng thành tiền đơn giá giữ nguyên, còn thành tiền và số lượng thì trả về bằng không. Và thuế suất cũng về bằng không. Các bạn có thể xem lại hóa đơn hủy. Bước tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thay thế, lập hóa đơn thay thế. Các bạn làm
Nội dung thông tin của hóa đơn số 2 các bạn thay thế cho hóa đơn số 1 thì các bạn nhập như thông tin hóa đơn số 1. Sau đó các bạn bấm vào mục hóa đơn thay thế. Phần mềm sẽ hiện ra các hóa đơn đã bị xóa. Các bạn chọn hóa đơn nào thay thế. Bạn ấn chấp nhận. Bạn bấm. Nội dung thay thế là thay thế cho hóa đơn mẫu số ký hiệu, số hóa đơn và ngày thay hóa đơn. Các bạn có thể xem trước. Rồi các bạn bấm vào phát hành hóa đơn. Sau khi phát hành hóa đơn thì phần mềm sẽ gửi email thông báo cho khách hàng hoặc không có email. Tương tự. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm hóa đơn xuất hóa đơn điều chỉnh. Các bạn nhập hóa đơn thông tin hóa đơn bình thường, sau đó các bạn chọn hàng hóa, các bạn chọn nội dung điện giải trên hóa đơn. Chọn mục ghi chú nhân giải. Sau đó các bạn bấm vào hóa đơn điều chỉnh. Các bạn chọn hóa đơn cần điều chỉnh. Ấn chấp nhận. Bạn bấm vào phát hành. Hóa đơn điều chỉnh có biên bản kèm theo cho nên các bạn phải nhập lý do điều chỉnh. Các bạn có thể bấm vào xem biên bản hoặc là bấm vào chấp nhận luôn. Phần mềm sẽ phát hành hóa đơn điều chỉnh. Sau đó các bạn bấm vào xem lại thông tin hóa đơn. Trên đây tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Arkman 9.1 AC Invoice về đầy đủ các thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin hóa đơn sử dụng, tạo mẫu, tạo thông báo phát hành và phát hành hóa đơn, phát hành hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế và hủy hóa đơn.
Xin cảm ơn quý vị các bạn.